chút. Thì đó thì cũng như mình ở gần đó. Rồi mấy đứa nhỏ thì chờ ấy đó. Mà trước đó đi rồi giờ nó có nhà cái nó bán rồi. Thì giờ mình làm cha làm mẹ đó, mình ở chung với tụi nó mà. Rồi giờ cái hoàn cảnh nó như vậy rồi sao giờ? Dạ hiện tại giờ cũng như mình ở để. Rồi vậy là chú cũng ở cho mới hả? Dạ con ở Bình Thủy. Bình Thủy phía bên sông của Bình Thủy đó. Dạ dạ. Bình Thủy rồi đó tôi cũng có ông chú, ông làm bí thư đó, nó biết ông Bồi không? Cái ông mà có con mắt đó. Ông cậu con biết á, con không gì mấy nó kêu ông hay gượt tôi. Kêu ông cũng như dạng của mình đọc nhãn long vậy đó. Chú theo như chú biết là ở đây là có bao nhiêu cái mộ chú? Cái số lượng nó chắc không biết đâu. Có lên hàng ngàn cái không chú? Hơn luôn, nhiều lắm. À dạ. Tại vì đây số lượng quá lớn. Tại giờ ở đây mà chú biết cũng như đi ấy đó, cũng như hàng năm ở đây ví dụ khiêng lên đây giờ chôn mà chết đó ha, thì nó trên dưới nó cũng khoảng 5-60. Dạ. Nguyên năm luôn đó ha. Dạ dạ. Nhưng mà số lượng thì của nó cũng như nó cái dạng nó chính xác mình đâu có biết. Có nó tới cái Thanh Minh đó rồi mấy chú lên tại lúc đó ai thì người ta cũng làm cỏ chân đó. Yeah. Đó thì cái lúc đó chú cứ hình dung rồi đón nó ví dụ đó. Thì còn đây thì chắc cái đó chắc cũng vậy là mấy ngày là chú thấy đó, nó nắng thì mình cũng phải. Dạ, yeah. Con thấy thời tiết giờ này nó nắng lắm chú. Cái hoàn thành nó thì nó đưa hồ dầu cái mình định vô cái mình cân cho nó ngay ngắn làm bia ra rồi. Yeah. Thường thì người ta chú làm như vậy là người ta chú cho chú khoảng bao nhiêu mấy chục ngày mấy chục. Ví dụ 100 là 200 rồi. Dạ. Tại vì này mà mấy công việc này nó cũng đơn giản như có gì đâu. Mình làm tấm bia xong cái mình đem mình gắn cho người ta rồi. Dạ. Rồi tới chiều cái người ta mới đi cúng, người ta tạ mã cũng như người ta làm hoàn thành cái nhà vậy đó. Dạ, dạ đúng rồi. Cúng tăng gia mới được. Để vô là hết phim. Gì anh vô. Cái bia mộ này là chơi mình đi làm giùm người ta luôn hả chú? Dạ. Sao nó đưa vô lọt giờ đưa nó không lọt nữa. Ồ vậy là ở trên này nó túm. Mà đưa xuống cái này. Túm đúng rồi, túm đưa xuống chút đầu mình dán lên. Nãy tôi đưa vô lọt mà. Đây là cái lòng bên đây sâu. Đúng rồi, cái lòng ở bên đây sâu. Đâu chút cái nó cứng rồi. Dạ. Yeah. Hồ dầu nó vô rồi. À vậy là những cái bia mộ ở đây là chú làm hết, đều là chú làm hết trơn luôn hả chú? Không phải đâu, ở chỗ này cũng như thí dụ cái này thì nó nhiều, ở đây thì mấy người ta làm cái này là cũng như là nhiều người làm đó phải không? À dạ dạ. Con thấy như hộ đổ xuống hết hay gì? Nghĩ là nhiều cho nó chặn đi đó. Cái gì mình tự với bắt đầu cái da ấy lên, mình da nhát nó lên rồi. Thời tiết thì cũng đang nắng lắm nha cả nhà. Nắng lắm. Chú muốn làm cho nó lẹ đó. Nhưng mà nó vô nó cứng rồi, nó chút nó cứng rồi. À, ngoài ra công việc này thì thường ngày chú có đi làm gì thêm không chú? Con nghe nói là chú có làm bằng hồ không chú? Thì làm hồ nữa, thì chú làm cái này, ví dụ ai kêu làm cu ly hay gì đó. Dạ. Vì giờ thấy lớn tuổi rồi, giờ con cái. Dạ đúng rồi. Nó cũng khó khăn, không lẽ mình chĩa của nó hoài. Dạ đúng rồi. Mình làm cha làm mẹ là ví dụ cái dư phần nếu giờ mình ăn uống nó dạng nó không có nhiều á. Dạ đúng rồi. Cái chi phí thì mình so với rồi đó mình xài 10.000 chứ giờ mình xài lại coi cái trên dưới có 1.000 mà. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó vậy là cho nó cứng một chút đi. Đừng em này nữa nè. Mà chú ngồi ở đây chú làm nhà xong rồi ai con đi quay vòng vòng đây đi dạ, dạ, dạ. Thì ở đó thì gọi cũng chân như ở trong cái nội dung như vậy đó. Dạ dạ. Như cái đó con sắp. Dạ. Dạ. Thì cả nhà thấy không cả nhà, xung quanh đây mã rất là nhiều luôn cả nhà. Đó còn muốn đi nữa thì đi lên cũng như em lên lấy mấy. Đây là cao, những cái mã này bị sẽ lên quay cho cả nhà coi là kiến trúc của người Trung Quốc cả nhà. Mày mới địa xuống mày thấy gì nào mà tao vòng vòng là tất nhiên là tao gần sông rồi đó. Dạ dạ. Đây nha, đây nha. Cây này là cái đào phải không chú? Đào đó. À, đây này là cây đào cả nhà. Cái đào này không có chứ đi lên mấy cái đào trên còn đó. Có trái hả chú? Có trái hả chú? À, đây này cả nhà thấy không? Đây là cũng như là cái bảng mà cái gì thổ địa đó cả nhà. Đây nè cả nhà, thấy không? Ở đây thì những con đường nó hiểm trở lắm. Đi thì đường này chạy xe cũng bi nè, bi Văn Len hồi nãy chạy xe vô này cả nhà, đưa chú vô đây cả nhà. Thì đoạn đường vô đây cũng khá là xa cả nhà. Thời tiết hiện tại đang rất là nắng. Nó cái núi đó là núi Cấm đó. Đây những cái mộ này như cái mộ này nè. Cái mộ này là cái mộ này nè, là kiến trúc của người Trung Quốc. Kiến trúc của người Trung Quốc đâu? À, đi lên thử. Đây nè, đây nè. Lạ hả? Đó, cả nhà thấy cây đào không? Đây là cây đào cả nhà. Đó, đây nè. Thì những cái kiến trúc này nè cả nhà. Đó, những kiến trúc đó là của người Trung Quốc hết. Đó, của Trung Quốc hết. Còn những cái ngôi mộ này thì rất là nhiều năm. Và những cái mộ thì có rất là nhiều tầng lớp. Nhiều khi mộ những người khác chôn cả nhà. Những người đi trước đã qua đời. Con cháu của họ không biết cái chỗ chôn cả nhà. Tại vì nó rất là nhiều chỗ. Như cái chỗ lỗ hổng này theo Bi nghĩ là chắc lấy cốt rồi nè. Lấy cốt rồi đó. Còn á, người sau cả nhà. Người sau thì sẽ vô đây chôn. Và người ta đào lên, khi mà đào lên thì nhiều khi cũng đụng mộ cả nhà. Thì đụng mộ rồi người ta cũng chôn lên luôn. Chứ ở đây cũng rất là nhiều cái lớp. Như là mộ chồng mộ, những cái hàng cả nhà, chồng bên nhau của người ta cũng không biết được. Thì cả nhà đó giờ có biết trái cò ke không? Đây Bi sẽ quay trái cò ke cho cả nhà xem. Đây. Đặc biệt là trái cò ke này trên núi mới có cả nhà. Đây nè. Đây là trái cò ke nè. Trái này á, khi còn sống nó màu xanh. Mà khi á, nó chín rồi nó sẽ màu đen. Ăn vô nó sẽ chua chua ngọt ngọt. Đó, ăn vô chua chua ngọt ngọt mà rất là ngon nha cả nhà. Cũng hơi thơm thơm. Đây là trái cò ke nè. Nó còn cái cây nữa nè. Đó. Trên đó cũng có cây đó nha. Quá trời trái cò ke luôn nè. Đây này cả nhà thấy không? Cái này trái cò ke nè. Thì như lời hồi nãy chú kể cả nhà, thì cái nơi này thì nói chung là chú chỉ thấy trong giấc mơ thôi, còn thực tế thì chú chưa thấy. Nhưng mà theo Bi nghĩ cái nơi này là những người ở đây cả nhà, những người ở đây người ta cũng biết chú là giúp đỡ gì đó cả nhà, thì người ta cũng không có nhát, không quấy phá nữa. Nhưng mà Bi nãy giờ Bi cũng hơi ớn lạnh cả nhà. Nói chung là giữa cái này chỉ là một khu rừng và mồ mã, thì trên đó còn rồi cả nhà. Nhưng mà xa quá Bi không dám lên, thì sợ con này con kia cả nhà. Làm cái mộ của người ta ở dưới chợ ngoài đó. Dạ. Cái này là chôn hôm qua. Dạ, làm công cho người ta ha. Dạ. Như mình lên mình sơn phết lại mộ mã cho người ta đấy. Như là thường là những người ta đi thanh minh là chú đi làm tiếp người ta hả chú? Thì cũng kêu luôn nè, nó như thanh minh là cỏ này là phải vệ sinh hết. À, vậy là mỗi một lần làm vậy là người ta cho mình khoảng bao nhiêu hả chú? Thì cái đó tùy theo, ví dụ trong cái diện tích nó nhỏ thì 20, còn diện tích nó lớn thì nó 50-30 chưa, như vậy. À, chú đang dọn cái mã này không chú? Sơn. À, sơn này sơn. À, mã này con thấy cũng hơi lâu không chú? Đúng không chú? Không, cái mộ này mới hôm qua, chôn hôm qua. À vậy hả? Ừ. Mới hôm qua mà xây mau dữ vậy. Vậy chứ anh em bu vô. Tại vì con thấy còn cái bậc thang ở đây nè. Bậc thang ở đây, đây nè cả nhà. Dạ thì con cũng xin phép mà quý ông bà cô bác, những người khuất mặt ảnh ở đây luôn nha. Hôm nay cho tụi con quay lên những đoạn clip chia sẻ về cách sống của ông chú này. Thì con cũng xin phép mà quý ông bà cô bác khuất mặt luôn nha. Chú đang làm đây nha cả nhà. Giống bia. Thì sáng giờ là tụi con có đi tìm chú đó. Ừ. Và hỏi thăm chú, mà sáng giờ chú làm ở trong này hả chú? Dạ, thì sáng giờ mới vòng là quét dọn gom mấy cái vệ sinh nè, tại vì làm lúc đầu có dục tùm lum vậy đó. Mình lấy mình mới dục thứ tự vô lại. Thường thường thì chú làm ví dụ đi mà chú làm như cái mà đắp lên cái này là cái bia phải không chú? Cái này là cái bia đúng không? Cái bia, đắp lên là khoảng bao lâu chú? Để cái này tấm bia nếu mình đưa ra mình thủ công thì nó nhanh, trong vòng một ngày một rồi xong rồi. Là mình đến nha. Còn cái này là cái tuổi, cái tên tuổi người ta đó, ví dụ chết để người ta lưu niệm, để mình nhiều khi mình nhìn vô rồi mình biết ông đó ông 9 ông 8 gì của mình. Con có nghe chú nói là ở đây có một cái mấy cái ngôi mộ là mấy trăm năm có không chú? Cái đó nó nằm ở cạnh bên đây rồi. Thì đó có đợt trước có cái chú mà ở ngoài số 10 đó. Thì 12 giờ khuya là tôi dẫn ông đi từ đi vòng qua đây. 12 giờ khuya hả chú? 12 giờ khuya mình á. Dạ. Rồi mấy chú cũng làm cho mấy chú đó cũng quay toàn cảnh ở đây vậy đó, là cái mộ, nhưng mà cái mộ 200-300 tuổi nó nằm ở trên kia. Là mộ đó là gọi là xưa là gọi mộ cổ xưa đó hả chú? Hồi xưa đó thì cũng như rồi đó, tổ tiên vậy đó, thí dụ vậy đó. Tại vì cái người mà lúc tôi lên đây là cái ông mà ổng hàng ngày ổng đi lên ổng chăm sóc đó, thì ổng là cháu thứ 7, là cũng như mấy cái người đó với ổng. Bây giờ ổng nói về cái giai cấp của ổng vậy đó, cái thứ tự là ổng phải là tới cái đời thứ 7 đó, thì mình tính kia là nó mấy trăm năm rồi. Còn con thấy ở trên đây có những ngôi mộ mà cao 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 trên đó là lâu chưa chú? Cái mộ này thì có cái thì mấy cái này nó đa số là lâu rồi. Hồi cái lúc tôi lên là mấy cái mộ này đã có rồi. Cái này đó giống kiến trúc của người Trung Quốc á. Thì cái đó là đúng ở bển về cái phong thủy người ta tính, người ta nằm cái là nó như cái hàm rồng vậy đó. Tại vì ngày xưa Trung Quốc là người ta làm theo cái kiểu cái modern đó, tại vì đó Trung Quốc nó cũng xâm nhập qua bên mình lâu, nó đô hộ tới ngàn năm luôn. Cái này là đất này của nhà nước hả chú? Của nhà nước. Của chung đó, chung, nhưng mà những người nào người ta ví dụ người ta chôn gì phải không? Người ta có xây lên một cái móng là như trong phạm vi đó của người ta rồi. Còn mà ví dụ bây giờ người nào cũng như chợ mới Phú Tân rồi đó, ví dụ có mất thì cũng lên như này kiếm chỗ nào trống rồi thì đưa người thân xuống. Chú cho con hỏi chú đi làm một thân một mình ở nơi này, chú có cảm giác nó sợ sệt hay sao không chú? Chú đã quen rồi chú? Theo tôi nghĩ chắc cái đó quen, tại cái lúc đầu lên đó thì 2-3 năm đầu thì nó ngay cũng sợ vậy đó. Nhưng mà cảm giác là sau này lên này cái mình đào nguyệt nè, rồi chôn người, rồi tham gia chung vô mấy cái đội mà đi liệm người đó, thì ông đã tiếp xúc với mấy người đó quá nhiều rồi. Và từ cái đó là những cái cảm giác rồi mình cũng không có sợ nữa. Nhiều khi làm trên này đó, nhiều khi công chuyện nhiều phải làm tới 11-12 giờ đó. 11-12 giờ rồi bắt đầu giọt nữa. Chú ở đây con thấy rất là nhiều, tại vì chôn rất nhiều lớp đó, có bị lộn không chú? Như gia đình lại cái lộn mã mộ chú thấy quá giờ nhiều luôn. Không, thì cái đó nó cũng có, nó nhiều khi những cái mộ lạng, người ta gọi mộ lạng đó. Thì là cũng như hôm nay cũng là có mau bằng cái lạng nó nhiều năm ở đi. Và nhiều khi tới cái đời con cháu hồi trước đó cũng như mấy cái người lớn người ta đi người ta mất hết rồi. Thì mấy đứa nhỏ giờ nó không biết nó lạ, còn nhiều khi nó nằm dưới đó, mình nằm ở trên ví dụ mấy cái người mới đó nằm với nhiều khi cũng có người ở dưới luôn. Nó có nhiều khi đào lên cái thấy cao su cái vắt ngang, tức là nó như là có người rồi. Chứ dự trù thì mình phải đào sâu xuống, ví dụ nó 1m2 đi là nó mới đúng tiêu chuẩn người ta. Nhưng mà mình đào xuống 7-8 tấc cái mình gặp người ta rồi. Thì phải nằm ở trên lưng người ta, thì ở dưới lớp để trên mình lớp nữa phải không? Đúng rồi. Đó thì ở đây nó vậy đó. Hồi đó thì trên này là mấy cái mộ kia là nhiều. Rồi sau này người ta mới mua, người ta dán để cho người thân người ta điều hết nè. Chú cho con hỏi nữa chú. Chú ở đây một mình vậy là chú ban đêm chú ngủ rồi có bị quấy phá gì không chú? 2-3 năm đầu thì cái kiểu cũng như mơ mộng. Tại nó ngay cái cảm giác của mình, ví dụ giờ mình ngồi đó. Nhưng mà cái lúc đầu thì ví dụ mình biết mấy đó hồi nào giờ mình chưa cái môi trường mình chưa biết đâu thì phải sợ rồi. Nhưng mà lúc đầu nhiều khi trong mơ á, cái vụ bây giờ mày đi với tao là cũng như nó rủ đi lên trên này cũng như đập đầu chôn người mà làm bằng cái cách nó khủng khiếp gì đó. Rồi có những cái trường hợp nữa nó mang tính chất nó cũng như là mình ngủ hay là mình làm mệt rồi cái bóng nó đè mình á. Tự nhiên mình vô cái mình thấy đứng ngoài đầu mùng á thì mình mới có hỏi, chưa có kịp hỏi đâu là mấy ảnh vợt mình rồi. Chứ còn cái gặp ví dụ nó ảo thì có, chứ còn cái thực tế thì chưa. Chưa có hiện hình nhát mình ha. Cũng thì nó cũng có, nhưng mà nó giờ là nhiều khi dù ba thằng đi làm cũng giờ này đi về nè, về quê thì một cái đoạn đường thì nó trống lỏng như vậy nè, mà đi hãy đi tới trước cái 2-3 cục đá lụp cụp ở đây thì tất nhiên là 2-3 thằng mà không tính đi quan sát rồi mà nó trống thấy không. Nếu anh đứng với cự ly xa thì mấy cái cục đá nó đâu gớt ở đâu. Phải không? Nếu cục xa thì với cái tốc độ của nó đi khác nữa mà quay lại. Đó thì cái kiểu vậy cũng thôi, chứ còn mình gặp mà trực diện xỏ tóc rồi chưa. Cái đó tôi gặp tôi cũng chạy luôn chứ đừng. Chú cho con hỏi cái nữa, ở quê mình hồi xưa ở đâu chú? Tôi quê Chợ Mới. Chợ Mới ha. Bây giờ chú làm xong chưa? Chưa có gắn đâu. Chú làm tự nhiên chú. Rồi đó mà mấy ấy đây ngồi đó nghe. Chú ấy đi vô trong kia ngồi nói chuyện mà. Đó vô trong đó thì dạ. Tại vì em lên em khai thác tổng hết rồi về mình mới sắp này mình ở rồi hoặc ở chỗ này chỗ kia vậy đó. Cho nó ngay ví dụ cái đó giờ nó về chính sách của địa phương đó. Thì mình xét cái đó thì người ta có, nhưng mà thôi cũng như ý như chú lớn thì chú muốn cũng như mình về quê mình đó. Chú cho con hỏi, chú ở đây chú nói 20 mấy năm hả chú? Mà từ 22 năm rồi. Từ cái lúc mà chú lên là chú ở tại đây luôn ha. Dạ. Cho con hỏi cái nữa, cái thời xưa con nghe nói mà vụ mà Thanh Minh rồi nghe tiếng pháo gì ở dưới, có nghĩa là mấy cục lửa dưới là âm binh gì ở dưới bắn là có chú thấy không chú? Đây là nó cũng như mấy cái mộ mà chú thấy đó phải không? Nó cũng như vậy đó, trong nó cũng như ở dưới này nè. Thường cái mộ người ta để cái lỗ thông hơi cũng như cái âm dương á. Dạ. Nhưng mà đến cái mùa nắng á, cái áp suất của nó ở trong cái lòng đất nó giữ nó đi theo cái lỗ nó lên đó. Thì nó lên thì kiểu nó tơi xương thì nó gặp nhiệt độ rồi nó bốc. Dạ. Thì bằng đêm thì chú thấy nó sạc sạc nhiều khi nhỏ nhỏ rồi giờ ông chú đi mình thấy nó ở nó sạc lên. Dạ. Thì quan niệm mà trời chắc tôi nó có con ma. Dạ, thực tế mình không biết cái đó là cái gì, gọi là đèn ma đó chú. Thì còn ở trên này thì cũng vậy đó, dụ đứng ở dưới lỗ nhiều khi thấy dưới này cũng sạc 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 vậy đó. Dạ. Với lại con nghe kể mà ông bà xưa cái lại Thanh Minh đó, cái gần Tết cái nghe tiếng pháo đó, cái như là mấy cái người xưa, mấy người mà bộ đội chiến tranh xưa người ta nghe cái mấy tiếng nổ người ta hăng quá, người ta bay bay lên nó có một chút. Chắc cái đó chẳng qua là cái truyền thuyết hay là cái mấy cái, còn cái thực tế thì chưa có thấy cái đó. Dạ. Chú chỉ thấy là mấy cái lỗ không hơi nó bay ấy thì thí dụ mình không có thấy, nhưng mà nhiều khi ở vậy giờ ở dưới sóc cũng nhiều cái ông cụ cũng bây giờ còn sống cũng 80-90 tuổi đó. Tại vì mấy ông đó ở đây nè mà trọn vẹn của cái núi đó là mấy ổng gành, tại vì cái tuổi của ổng ở đây bây giờ chú, nhỏ cái ông đó ông ở đâu chú? Thì rồi ấy ở dưới sóc á. Dạ. Đó từ cái đây chú kết hợp cái chú mới kết hợp với mấy cái ông mà tôi mới nói chú đó phải không? Dạ. Thì để cho ổng nói lại cái hoàn cảnh của cái khu vực này đó. Dạ, dạ. Thì ông biết từ năm nào tới năm nào rồi. Thì cả nhà trong khi còn mình đó, thì dù mình lên đây rồi từ đó dạ. Từ cái năm đó thì nó trên dưới có 20 mấy năm à. Dạ. Nhưng mà còn trước cái đó nữa đâu phải không? Còn trước 20 mấy năm nữa. Chú hồi lúc chú mới lên đây là ở đây là mộ nhiều chưa chú? Ít mộ ha. Vậy chứ chú thấy trong hàng năm thì bây giờ mình lên đây mà nằm nghỉ cũng trên dưới 50-60 người. Dạ. Đó thì bây giờ chú tính thì nó 20 mấy năm rồi đó. Lên là phải người ta tập trung, người ta cũng phân tán nhiều chỗ. Vậy là lúc chú mới lên đây là chỗ này nó còn như là mấy cái mồ bằng đất với lại lâm địa dữ lắm hả chú? Dạ. Chứ không phải chống bao nhiêu như bây giờ ha. Bây giờ đó như người ta làm cái ta mua xi măng và chán cái cỏ đâu lên đâu. Dạ, dạ. Thì thường thường cái vụ chú đi lên mấy cái nghĩa địa đó thì chú thấy tâm lý, còn chú mua xi măng chú chán cái cỏ đâu nữa lên đâu. Trong khi tụi em ở cái nhà quay khung cảnh ở đây thì chú miệt mài chú làm cho xong cái nhà. Hoàn cảnh nào thì mình chấp nhận theo hoàn cảnh đó. Ở đây cả nhà thì đó là một cái lời tâm sự của chú giữ ở đây cả nhà. Thì bây giờ là em tạm thời xuống video cả nhà, thì mời cả nhà đón xem cái phần kế tiếp của em cả nhà. Hiện tại bây giờ nắng quá, em đợi chú nghỉ mệt rồi tụi em sẽ phỏng vấn tiếp cả nhà.